Thưa quý vị, nhắc đến tỉnh Tây Ninh thì có lẽ là người ta thường nghĩ ngay đến những địa danh nổi tiếng như là núi Bà Đen, Hồ Dầu Tiếng hay là Tòa Thánh Tây Ninh. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng là ở tỉnh Tây Ninh thì còn có một công trình kiến trúc vô cùng đặc biệt đã có tuổi thọ hơn 1.000 năm tuổi và được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia, đó chính là Tháp Cổ Bình Thạnh. Vậy thì Tháp Cổ Bình Thạnh có điều gì mà đặc biệt đến như vậy? Thì mời quý vị theo chân tôi chúng ta cùng nhau khám phá. Cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 50 km về phía đông nam. Công trình kiến trúc Tháp Cổ Bình Thạnh ẩn mình bên dưới những hàng cây xanh xum xuê bóng mát, mang đến một khung cảnh vô cùng thơ mộng, hoang sơ, bí ẩn, nhưng cũng không kém phần thanh tịnh và trang nghiêm. Tổng thể kiến trúc của Tháp Cổ Bình Thạnh bao gồm 3 tháp chính, tuy nhiên chỉ còn lại một tháp là còn được nguyên vẹn hình hài. Ngôi tháp cổ có chiều cao 10m, mỗi cạnh 5m, được xây dựng đúng 4 hướng. Cửa chính mở về hướng đông, trước mặt là một bầu hình vuông, 3 mặt tây nam bắc đều có cửa giả, được đắp nổi các hoa văn, trang trí tinh xảo. Cửa chính ở hướng đông được xây nhô hẳn ra ngoài khung cửa là 4 phiến đá nguyên, được đục đẽo, mài nhẵn các cạnh. Một tấm đặt ngang phía trước, hai bên khoét hai lỗ tròn để gắn con quay cánh cửa. Tấm thứ tư đặt ngang phía trên, tạo thành một khung cửa đá vững chắc, rộng 1m, cao 2m. Thưa quý vị, điểm đặc biệt của ngôi tháp này ở chỗ là nếu như mà quan sát kỹ vào các cái bức tường của ngôi tháp thì có thể thấy là các cái viên gạch này được xếp lại với nhau một cách vô cùng chính xác và chắc chắn mà hầu như là không sử dụng một loại chất kết dính nào. Có lẽ bởi vì vậy mà người ta cho rằng là người xưa thì đã xếp chồng các viên gạch lên nhau thành một ngôi tháp rồi sau đó đem nung cả ngôi tháp. Tuy nhiên thì ý kiến này đã bị bác bỏ. Và cho đến nay thì kỹ thuật xây dựng này vẫn đang là một dấu hỏi đối với các nhà khoa học. Bên cạnh thiết kế xây dựng độc đáo, sự tinh tế khéo léo của những người thợ còn được thể hiện qua các bức hoa văn, phù điêu được chạm khắc thành hình thần linh, hoa lá, chim muông, cực kỳ tinh xảo, trau chuốt và đặc biệt mang tính biểu tượng cao, đậm chất nghệ thuật. Cái tháp cổ Bình Thạnh này thì tính đến nay là 1.300 năm rồi. Nó là cái nền văn hóa ốc eo, nó của dân tộc Hồ Nam. Thì nó được ở sau ngày giải phóng cho đến năm 93 đó thì mới được ở bộ công nhận là di tích quốc gia năm 98, trùng tu cho đến năm 99 là mới hoàn thành cái công trình này. Bây giờ trước đó, đó thì ở cái giạc này nó tới 3 cái tháp lận. Và cái tháp cuối cùng đó là cái tháp thứ 3 này còn là được trùng tu mà đến nay mình để lại cho mọi người tới tham quan cái di tích. Tháp cổ Bình Thạnh có giá trị lịch sử lớn lao và vô cùng quý giá đối với di sản kiến trúc của dân tộc. Vì đây là ngôi tháp duy nhất vẫn còn giữ được tường đá gần như nguyên vẹn kể từ khi được phát hiện, ẩn chứa nhiều giá trị đặc biệt về đời sống văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của người xưa. Kỹ thuật xây dựng, điêu khắc tài tình đã phản ánh tôn giáo, tín ngưỡng và tâm linh người xưa, cùng những phong tục tập quán và đời sống văn hóa, qua đó cho thấy sự phát triển đỉnh cao của văn hóa ốc eo. Chính vì vậy mà Tháp Bình Thạnh đã trở thành một trong những điểm du lịch ấn tượng, thu hút không chỉ các nhà sử học, khảo cổ học, tìm tòi, nghiên cứu, mà còn thu hút đông đảo du khách ghé thăm để sống lại những năm tháng xa xưa, hiểu hơn về văn hóa ốc eo, một phần làm nên giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc ngày nay.